Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Tập bốn Tập 246 Pháp sư Chuyển ngữ Thiên quang Biên tập Liên Hải Thời gian ngày 22 tháng 12 năm 1999 Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore Xin mời mở kinh bổn ra càng thác bà vương đoạn trường hàn xem từ câu thứ sáu nhạo diêu động mỹ mục càng thác bà vương đắc hiện quảng đại diệu hảo thân linh nhất thiết hoặc an lạc giải thoát môn Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nêu ra cho chúng ta Hiện thân ít vật Xứng tánh ưng cố quảng đại Cụ tướng thanh tịnh cố diệu hảo Đây là nêu ra trọng điểm của đoạn kinh văn này cho chúng ta. Ngài hiện là thân diệu hảo rộng lớn. Đây không phải một thân. Ngài Thanh Lương nói cho chúng ta rất hay. Xứng tánh phổ ứng. Là ý nghĩa rộng lớn Cũng chính là nói Quán Thế Âm Bồ Tát Trong phẩm Phổ Môn 32 ứng thân Sự rộng lớn này Chính là 32 ứng thân Nên dùng thân gì để độ Thì Phật Bồ Tát thị hiện thân tướng như vậy tất cả chúng sanh cảm không giống nhau vì thế sự ứng của chư phật bồ tát cũng không giống nhau nhất định là tùy tâm nguyện của tất cả chúng sanh mà thị hiện trong kinh lăng nghiêm nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng đây là rộng lớn thân diệu hảo xinh đẹp là rất hiếm hoi cho dù hiện thân tướng như thế nào thân tướng này nhất định là đầy đủ thanh tịnh trang nghiêm thân này gọi là thân diệu hảo trong thanh tịnh trang nghiêm chúng ta có thể tưởng tượng được biểu hiện thân thể của họ thân là bên ngoài tâm là bên trong trong ngoài tương ưng ví dụ chúng ta có thể cảm nhận được người này tâm rất tốt nền tướng của họ rất đẹp thì biểu hiện rất tốt tâm của họ không thiện thì tướng mạo của họ cũng không đẹp gọi là tướng tùy tâm chuyển chỉ cần chúng ta quan sát tỉ mỉ rất dễ dàng thể hội được một người trong hoàn cảnh sống bình thường họ gặp phải chuyện vui vẻ tươi cười rạng ngời nếu họ gặp phải chuyện không vui mặt mày nhăn nhó điều này dễ thể hiện ra nhất vì thế phật bồ tát hóa thân chúng ta quan sát tỉ mỉ cho dù họ hiện là thân hình như thế nào sắc tướng như thế nào quý vị nhất định có thể thể hội được tâm địa họ chân thành thanh tịnh bình đẳng trí tuệ từ bi thì thân tướng này gọi là thân diệu hảo dùng thân tướng này lợi ích tất cả chúng sanh ở trong kinh phật thường xuyên chỉ dạy cho bốn chúng đệ tử chúng ta bốn hạng tại gia xuất gia tại gia chúng nam chúng nữ xuất gia chúng nam chúng nữ và chúng ta phải thọ trì đọc tụng diễn thuyết cho người chúng ta hiểu biết phật giáo là giáo dục của đức phật là phật thích ca mâu ni giáo dục chí thiện viên mãn cho tất cả chúng sanh giáo dục của hết thảy pháp thế gian xuất thế gian không có gì hoàn mãn như giáo dục của phật giáo ngài dạy chúng ta những gì chúng ta nhất định phải rất rõ ràng rất tường tận dạy chúng ta làm người dạy chúng ta làm việc và chúng ta làm sao sống chung với tất cả chúng sanh Đây là lợi ích thù thắng trong đời hiện tại của chúng ta Cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Chúng ta người bình thường bây giờ Nói Phật Pháp nhân gian sự dạy học này chính là phật pháp nhân gian đúng nghĩa dạy học phật pháp không chỉ dừng ở cấp bậc này nếu như chỉ dừng ở cấp bậc này thế gian này rất nhiều lời dạy của thánh hiền cũng có thể làm được phật pháp càng thù thắng hơn là giáo dục siêu phàm nhập thánh chỉ cần quý vị thật sự hiểu được thật sự giác ngộ còn vượt qua thế gian vượt qua thiên thượng đạt đến giác ngộ cứu cánh viên mãn triệt để hiểu rõ dạy học chân tướng nhân sanh vũ trụ Vậy là thù thắng rồi Trong đó có một đạo lý lớn Đạo lý lớn này Có thể dùng lời nói ra được Nhưng nếu Muốn khế nhập chứng đắc cảnh giới này Thì không phải là chuyện dễ dàng chân tướng là gì chân tướng là hư không pháp giới tất cả chúng sanh là một sanh mạng cùng chung thể người nào chứng thực được chân tướng sự thật này thì trong phật giáo thừa nhận họ là phật người này thành phật vì thế thành phật là triệt để hiểu rõ chân tướng của nhân sanh vũ trụ nói cách khác nhân sanh vũ trụ là chuyện như thế nào họ thật sự hiểu rõ ràng hiểu tường tận người như vậy thì chúng ta gọi họ là đức phật người ấn độ gọi là phật đà tức là người trung hoa nói thánh nhân định nghĩa của thánh chính là sáng suốt đối với vạn sự vạn vật thông đạt sáng suốt chẳng có thứ gì không rõ ràng không sáng suốt người này ở trung hoa gọi là thánh nhân ở ấn độ gọi là phật đà vì thế ý nghĩa của phật đà và thánh nhân hoàn toàn tương đồng trong tôn giáo gọi là thượng đế gọi là thần gọi là chúa nói thật ra ý nghĩa đều tương đồng đều tương tự chỉ là tên gọi không giống nhau mà thôi đây là nghĩa lý sâu xa giáo dục của phật dạy học của nhà phật nếu sau khi quý vị tiếp xúc quý vị liền hiểu biết quan hệ với bản thân chúng ta quá mật thiết từng câu từng chữ mỗi lời nói đều là nói vấn đề thân thiết của chúng ta không giống giáo dục bình thường của thế gian giáo dục bình thường nói thật thì chúng ta học rất nhiều học xong đều không có chỗ dùng có học chẳng có dùng lãng phí thời gian lãng phí tinh lực tôi từ lâu đã nhận thức được lúc tôi đi học ở trường Tôi được giáo dục Không phải là quá cao Tôi chỉ học đến tốt nghiệp cấp 2 Cấp 3 học nửa năm Thì bỏ học Sau này không có cơ hội đi học tiếp Nửa năm học sau cùng Tôi ở Nam Kinh trung học năm thứ nhất Thái độ năm đó tôi đi học là ứng phó Hiệu trưởng Thầy chủ nhiệm của tôi đối với tôi vô cùng tốt Họ biết tôi rất thông minh Có thiền phú Không dụng công Họ Học bài qua loa Thi cử chỉ cần 60 điểm Ngoài ra không cần nữa Mỗi năm lên lớp là được rồi cho nên không học bài nhưng tôi lên lớp tôi chuyên tâm nghe tôi đều hiểu tôi chuyên tâm nghe bài vì cái gì vì để thi cử là vì tấm văn bằng đó vì điều này mà đi học điều này ở trường có chỗ dùng không không có chỗ dùng sau này bước vào xã hội toàn bộ không dùng đến quý vị nói thời gian tinh lực này không phải lãng phí sao phương pháp học của tôi là đi vào thư viện trường tôi tìm thứ tôi ưa thích tìm đọc thứ sau này cần dùng đến vì thế phần lớn thời gian của tôi ở trong thư viện tôi không giống với học sinh bình thường thưởng thức của tôi rất phong phú suy nghĩ của tôi chu toàn hơn người khác học thứ tôi muốn học rất nhiều bài khóa tôi đều không nộp bài tập tôi nói với thầy cái này tôi biết Biết Hà Tất phải lãng phí thời gian nhiều như thế để làm bài tập Toán học Tôi đều không nộp vỡ bài tập Thầy dạy toán tôi Đối tôi rất tốt Bạn học không biết làm Tôi lên bảng làm cho mọi người xem Tôi biết làm Hà Tất bắt tôi lãng phí thời gian Tôi đều nói ra được đạo lý cách tôi học tập không giống với học sinh bình thường thứ tôi học ngoại khóa quá nhiều quá nhiều trong đời này tôi rất may mắn tôi cũng rất vui vẻ trong cả đời đọc sách mà bản thân tôi yêu thích làm việc mà mình yêu thích Đời này không uống công sống Đời này sống rất thiết thực Rất có ý nghĩa Rất có giá trị Chúng ta cần thiết phải nhận thức rõ ràng Phật Bồ Tát ở thế gian Vì chúng ta hiện đủ các tướng Tướng ở chỗ nào? ngoài bản thân ra mọi người mọi việc mọi vật đều là thân diệu sắc thân diệu hảo của chư phật bồ tát thì hiện nếu chúng ta có trí tuệ để quan sát để thể hội thì quý vị sẽ khai ngộ thì quý vị sẽ không mê hoặc ở trong tất cả sắc tướng chúng ta nhận thức được nhận thức đơn giản nhất là nhân quả nghiệp báo nhân thiện nhất định kết quả thiện nhân ác nhất định kết quả ác nhân quả nghiệp báo không sai mảy may người niệm phật bản sanh biểu diễn cho chúng ta tướng lành thù thắng như thế chúng ta nhìn thấy sự niệm phật này là thật có kết quả tốt như vậy càng thêm tính tâm sâu sắc của chúng ta con người ở thế gian rất khổ rất ngắn ngủi mấy mươi năm một khải móng tay trung niên trở lên từ từ nhận thức được người trẻ tuổi không biết còn đang mê hoặc vẫn chưa tỉnh ngộ lại đến lúc cao tuổi từ từ đi đến cuối đời thì nhận thức vô cùng sâu sắc đời người quá thực như mộng. Có người nói đời người như vở kịch, thật vậy. đời người như vở kịch, đó là người giác ngộ. Không như Phật nói đời người như mộng, nói rất hay. Mộng huyễn bào ảnh, một tràng không. ở trong đời này khởi tâm động niệm nói năng hành động là lại tạo nghiệp nhân. Nhân thiện tương lai quả báo sẽ thiện, nhân không thiện quả báo đương nhiên không thiện. chư phật bồ tát từ bi hiện đủ mọi sắc tướng cho chúng ta giúp chúng ta giác ngộ mục đích phật đến thế gian chính là nửa câu phía sau làm cho tất cả được an lạc điều này chính là nhà phật thường nói mục đích của phật dạy học chỉ là giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui này chúng ta học phật rồi khổ chúng ta rời xa được hay chưa là chúng ta đắt được hay chưa nếu như khổ nạn chúng ta chưa rời xa là chúng ta chưa đắt được bản thân chúng ta phải rõ ràng phải sáng suốt trách nhiệm do nơi bản thân chúng ta không do nơi đức phật giáo huấn của phật dạy chúng ta có ghi nhớ hay không đạo lý của phật dạy chúng ta có hiểu rõ hay không sau khi hiểu rõ ghi nhớ có làm được hay không nếu quý vị thực sự làm được Quả đức liền hiện tiền. Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Ác là gì? Thiện là gì? Quý vị phải hiểu rõ. Quý vị phải tường tận phật pháp từ đầu đến cuối chỉ giảng một điều trí tuệ không có trí tuệ thì không phải phật pháp trí tuệ đến từ chỗ nào không phải học từ bên ngoài Học từ bên ngoài Không phải chân trí tuệ Chân trí tuệ là bên trong tự tánh Vốn dĩ đầy đủ Đó là trí tuệ chân thực Trí tuệ vốn dĩ đầy đủ Này quý vị không thể được hiện tiền Nó không khởi tác dụng Là nguyên nhân gì? Do chướng ngại che kính nó Nó không khởi tác dụng Sự chướng ngại này là gì? Phật dạy chúng ta chướng ngại rất nhiều vô lượng vô biên Quy nạp lại không ngoài hai loại lớn Đây là hai loại chướng của nhà Phật nói Một là phiền não chướng Một cái là sở trì chướng Hai loại chướng ngại này Khiến tự tánh vốn sẵn vô lượng trí tuệ Của quý vị không khởi tác dụng trí tuệ chư phật bồ tát hiện tiền các ngài nói cho chúng ta nhiều kinh giáo như thế đây là trí tuệ hiển lộ trí tuệ của ngài có thể khởi tác dụng chứng tỏ các ngài không có chướng ngại phiền não chướng các ngài đoạn rồi sở tri chướng cũng đoạn rồi trí tuệ của chúng ta không thể hiện tiền hai loại chứng ngại này đang tác quái vì thế phật dạy chúng ta khai trí tuệ chẳng có gì khác trí tuệ là bản thân quý vị có chỉ là dạy quý vị làm sao trừ chứng ngại mà thôi phật dạy chúng ta phải trì giới trì giới có thể phá phiền não chướng Nhưng tùy phá phiền não chướng Trừ không sạch sẽ Khi nào mới có thể trừ sạch sẽ Phải tu định định đoạn được phiền não chướng nhưng định không đoạn được sở trì chướng định điều phục được sở trì chướng không thể đoạn được nhất định phải khai trí tuệ vì thế phật dạy chúng ta phương pháp tu học là nhân giới đắc định nhân định khai huệ dạy học của phật thích ca mâu ni bốn mươi chín năm những kinh điển này truyền đến trung hoa tổ sư trung hoa đem nó phân loại quy nạp soạn thành một bộ đại tạng kinh có hệ thống là toàn bộ quá trình của thế tôn năm đó tại thế dạy học. Chia làm ba loại lớn, cho nên gọi là tam tạng: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Luật tạng là giới học. Kinh tạng là nói định học. Luận tạng là nói tuệ học vì thế nội dung của tam tạng giới định tuệ đây là nội dung dạy học của nhà phật thực hành giới định tuệ ở trong cuộc sống thường nhật của chúng ta là sáu nguyên tắc tu hành của bồ tát kinh phật gọi là lục độ hiện tại chúng ta nói sáu nguyên tắc trong cuộc sống thường nhật sáu nguyên tắc sống này tương ứng với tánh đức của bản thân chúng ta cho nên trong kinh phật gọi là bồ tát hạnh nếu dùng lời hiện tại mà nói cuộc sống của bồ tát Quý vị giữ gìn sáu nguyên tắc này Quý vị sống cuộc sống Bồ Tát Thì quý vị không phải sống cuộc sống của Phạm Phu Cuộc sống của Bồ Tát vui vẻ tự tại Hạnh phúc mỹ mãn Phạm Phu không đắc được cảnh giới này Phạm Phu đang sống trong khổ nạn trong sự phiền não trong sự ưu lo làm gì có sự tự tại như phật bồ tát vậy nguyên nhân gì chúng ta không chịu sống cuộc sống của bồ tát trong cuộc sống của bồ tát điều thứ nhất là bố thí bố thí là gì bố thí là buông bỏ phạm vi trong đây rất lớn rất sâu không phải sự tưởng tượng của người bình thường chúng ta người bình thường chúng ta tưởng tượng nghĩ nó thành quá nhỏ hẹp đó không phải là ý của phật nay chúng ta nhắc đến bố thí là đi cúng một chút tiền cho tự viện am đường gọi đây là bố thí kỳ thật sai rồi không phải ý nghĩa này phật dạy chúng ta bố thí nói ở trên sự lúc quý vị gặp tất cả chúng sanh có khó khăn lúc cần giúp đỡ quý vị phải toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ gọi là bố thí lúc người ta có khổ nạn chúng ta giúp họ giải quyết đây là bố thí khi cuộc sống có khó khăn chúng ta giúp đỡ họ quá nữa là bố thí tài ngoài thứ này ra trên tinh thần có rất nhiều đau khổ buồn khổ có rất nhiều lo lắng không cởi mở được quý vị đi chỉ dạy họ đi khích lệ họ làm giải trừ lo lắng trong lòng họ điều này thuộc về bố thí pháp Lúc họ gặp phải nguy nan giúp họ thoát ly Điều này thuộc về bố thí vụ ý Phật dạy chúng ta nhìn thấy thì phải làm Quan âm Bồ Tát hiện ngàn tay ngàn mắt Nữ chủ nhân gia đình Mỗi buổi sáng đi chợ mua thức ăn nhìn thấy những loài cá tôm cua tép còn sống còn sống quý vị xem chừng chúng có thể sống tiếp chúng ta mò mò mua chúng đi phóng sanh không cần làm bất kỳ nghi thức gì cần gấp cứu mạng sau khi mua được đến bên con sông nào đó quý vị phóng sanh cho chúng đây là bố thí vô ủy quý vị cứu chúng một mạng thấy chúng sắp chết công đức này rất lớn rất lớn phải thường xuyên làm nhìn thấy liền làm gặp được liền làm Quý vị cũng không cần đi tìm để làm, đi tìm khắp nơi, đó là sai lầm. Là lúc gặp được thì làm. Ta có khả năng chừng nào thì làm chừng đó. Thấy những động vật này, nếu thấy dáng vẻ chúng đã không thể sống tiếp, vậy thì không cần để ý chúng. Thấy chúng rất linh hoạt, quả thực có thể sống tiếp tục. Mau mau mua để phóng sanh. Phật nói với chúng ta Bố thí tài được giàu sang Bố thí pháp được thông minh trí tuệ Bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ Quả báo thế gian này là từ đây mà tu được Người thế gian có khổ sanh lão bệnh tử Nhìn thấy người già chúng ta chăm sóc Họ đây thuộc về bố thí vô ủy Chúng ta chăm sóc được người già Sau này bản thân tuổi già Sẽ có người trẻ tuổi chăm sóc ta Đây là nhân duyên quả báo Hôm nay chúng ta chán ghét người già Chê bai người già Lúc bản thân già nua Người trẻ tuổi chê bai quý vị Chán ghét quý vị quả báo lập tức hiện tiền. Cho nên chúng ta tôn kính người già, giúp đỡ người già, không phải giúp họ mà là giúp mình. Phải biết được mình sẽ già. Thường xuyên nghĩ đến nghiệp nhân quả báo. Người này có trí tuệ rồi. Họ không mê hoặc nữa niệm niệm nghĩ cho chúng sanh thực sự là nghĩ cho bản thân niệm niệm nghĩ cho bản thân sai lầm quá đáng rồi đó thật là lơ là hiện thực vì thế chư phật bồ tát thị hiện ở thế gian hiện sắc thân thanh tịnh xinh đẹp là làm tấm gương cho chúng sanh quý vị thấy ngành nghề của họ thấy cuộc sống của họ thấy họ xử sự, sự đối người tiếp vật họ ở đó biểu diễn nhân thiện quả thiện việc làm hành động của họ nhân thiện Quý vị thấy sắc tướng của họ, thấy thân thể của họ, thấy môi trường sống của họ, đó là quả báo. Một người tu, một người được phước. Một đoàn thể tu, đoàn thể được phước. Quý vị có chịu nghiêm túc mà làm hay không? Lúc tôi còn trẻ, rất nhiều người xem tướng đoán số cho tôi, nói tôi sống không tới 45 tuổi. Tôi tin. Bởi vì cả nhà tôi, tôi nhớ ông nội tôi chết lúc 45 tuổi. Bác tôi cũng chết lúc 45 tuổi, cha tôi cũng chết lúc 45 tuổi. Cho nên họ nói tôi sống không tới 45 tuổi, tôi tin. Tôi không có một chút hoài nghi. 26 tuổi tôi gặp được Phật Pháp Quen biết Đại sư Chương Gia Tôi biết thọ mạng của tôi không dài Vì thế định thời gian là đến 45 tuổi Tôi phải cố gắng chăm chỉ học tập Năm 45 tuổi Bị bệnh cảm nặng Bệnh gần một tháng Tôi cũng không uống thuốc Cũng không đi khám bác sĩ Vì sao? Thọ mạng đến rồi mà Lúc đó xuất gia chúng tôi có ba huynh đệ Chúng tôi vô cùng thân nhau Ba người cùng tuổi Mạng của ba người đều không tốt Đều nói qua không nổi 45 tuổi Quả nhiên không sai Tháng 2 mất một người tháng năm lại mất thêm một người tôi khoảng tháng bảy mắc bệnh suýt nữa đến lượt tôi cho nên một tháng đó tôi liền niệm phật về sau từ từ khỏe lại cả đời tôi chưa từng có bệnh trong bệnh viện tôi không có bệnh sử học phật không vì mình vì chúng sanh chúng sanh chính là bản thân bản thân chính là tất cả chúng sanh thay đổi quan niệm cơ bản này Sanh mạng của bản thân sớm đã kết thúc rồi Sớm đã không còn nữa Vì thế đem nghiệp lực chuyển đổi thành nguyện lực Thì gọi là theo nguyện trở lại Không cần chết rồi đi đến thế giới cực lạc Sau đó đầu thai trở lại Sự chuyển vòng này quá rắc rối Hiện tại thì có thể thay đổi được không suy nghĩ cho bản thân nữa niệm niệm vì chúng sanh niệm niệm vì phật pháp phật dạy học tốt như thế đáng tiếc người thế gian không hiểu biết người hiểu biết có ai không tôn trọng có ai không trân quý chứ đáng tiếc không có ai tuyên dương không ai đem nó nói rõ ràng ra ngày nay chúng ta hiểu rõ rồi có trách nhiệm có nghĩa vụ Hoàng Dương nó rộng lớn vì thế điều này thật sự làm rõ ràng làm minh bạch chuyển tướng mạo của mình chuyển thể chất của mình không phải việc khó không phải làm không được chúng ta xem xem thật sự chuyển suy nghĩ mình trở lại thì vận mệnh của mình thay đổi tôi học phật cuốn sách đầu tiên đọc là liễu phàm tứ huấn do lão cư sĩ chu kính trụ cho tôi đây là cuốn sách đầu tiên tôi đọc sau khi tôi đọc xong tin sâu không nghi Người quả thực có vận mạng Phàm phu chắc chắn bị vận mệnh làm chủ cả một đời Chỉ có thật sự hiểu rõ Thật sự giác ngộ Thay đổi suy nghĩ lại Không nghĩ cho bản thân nữa Không làm cho bản thân nữa trong quan niệm chúng ta việc cần thiết phải làm toàn tâm toàn lực đi làm là cần có ba điều kiện thứ nhất là phương diện ảnh hưởng phải lớn tốt nhất có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới thứ hai là thời gian ảnh hưởng phải lâu thứ ba là độ ảnh hưởng phải sâu Phù hợp ba điều kiện này Chúng ta sẽ ra sức mà làm Chúng tôi đón tích Tổ chức lễ tôn giáo chủng tộc Đại đoàn kết, đại đoàn viên Chúng tôi hy vọng đem sự ảnh hưởng này Có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới Ảnh hưởng đến mỗi một khu vực Hy vọng giữa chủng tộc với chủng tộc Giữa tôn giáo với tôn giáo đều có thể chung sống hòa thuận đối đãi bình đẳng hóa giải xung đột chủng tộc xung đột tôn giáo chúng tôi rất nghiêm túc đang làm rất nỗ lực phương diện ảnh hưởng này rộng độ ảnh hưởng rất sâu thời gian rất lâu chúng ta toàn tâm mà làm chúng tôi mời mọi đại sứ đến tham dự đại hội của chúng ta để họ nhìn thấy đem cách làm của chúng ta giới thiệu đến những khu vực quốc gia của họ hy vọng chủng tộc toàn thế giới đại đoàn kết tôn giáo toàn thế giới đại đoàn kết xã hội an định thế giới hòa bình nhân dân hạnh phúc mới thực hiện được mục tiêu này thì không chỉ là một khẩu hiệu trống rỗng khô khẩu hiệu chẳng tác dụng gì chúng ta phải đi làm được những điều này đều gọi là thân diệu hảo thân diệu hảo mọi người đừng nghĩ đến thân thể này vậy thì quý vị hiểu sai rồi là tấm gương tốt nhất chính là thân diệu hảo đoàn thể là thân diệu hảo của đoàn thể quốc gia là thân diệu hảo của quốc gia tôn giáo là thân diệu hảo của tôn giáo mọi thứ đều tốt chẳng có thứ gì không tốt đây là phật pháp ở trong kinh điển đức phật thường dặn dò đinh ninh diễn thuyết cho người biểu diễn cho tất cả chúng sanh nói rõ cho tất cả chúng sanh khiến chúng ta thực sự giác ngộ có rất nhiều người cho rằng đây là một lý tưởng thật không dễ gì làm được tôi nghe nói rất nhiều nhưng tôi không cho là đúng tôi cho rằng đây không phải là một lý tưởng từng câu từng chữ trong kinh phật nói đều là lời chân thật nhất định có thể làm được vấn đề là chúng ta có đi làm hay không vì thế vấn đề này tổng kết lại là vấn đề giáo dục quý vị phải dạy cho đàng hoàng đây là tôi ở các địa phương trên toàn thế giới đề xướng giáo dục tôn giáo chỉ có các vị lãnh tụ của mỗi tôn giáo mỗi một nhà tôn giáo mỗi một sư truyền giáo chỉ dạy đàng hoàng tín đồ của họ nhận biết văn hóa đa nguyên yêu bản thân nhất định phải yêu người khác tôn kính thần minh mà tôn giáo mình phụng thờ cũng giống như tôn kính thần minh mà tôn giáo khác thờ phụng thì vấn đề được giải quyết rồi Cho nên Phải thực tiễn hai chữ hòa bình Hòa là mọi người chung sống hòa thuận Bình là đối đãi bình đẳng Không có cao thấp Trong kinh điển Phật nói Mọi người đều là số một không có số hai Chúng ta xem kinh Hoa Nghiêm 53 lần tham bái 53 vị thiện tri thức Mỗi vị là số một không có số 2. 25 vị Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm biểu pháp. Đại biểu 25 viên thông chương. Mỗi vị Bồ Tát đều nói pháp môn tu học của họ số 1, chứng quả số 1, không có số 2. Vì thế trong Phật pháp chân chính là hòa bình. Chân thật bình đẳng, mỗi người là số 1, không có số 2. Cho nên tâm mọi người bình ổn rồi có số một có số hai thì có tranh chấp liền bất bình bất bình tức lên tiếng lên tiếng không được thì đánh thiên tai nhân họa đều do từ không thể chung sống hòa thuận không thể đối đãi bình đẳng mà phát sanh chúng ta hiểu rõ nguyên nhân căn bản này bắt tay từ căn bản đem đạo lý này đem chân tướng sự thật này hướng dẫn tất cả chúng sanh mọi người đều thông đạt đều rõ ràng rồi An định hòa bình cùng tồn tại phát triển tức thực hiện được rồi nếu không thể thông qua dạy học tôn giáo đó chính là một lý tưởng là một khẩu hiệu chẳng thể nào thực hiện được vì thế thực sự thực hiện nhất định phải thông qua dạy học tôn giáo đây là giáo dục Tôi tiếp xúc rất nhiều tôn giáo. Tôi vô cùng tôn trọng nghi thức tôn giáo cần bảo tồn. Nhưng giáo dục tôn giáo càng cần phải đề xứ phát dương rộng lớn. Giáo dục tôn giáo là giáo dục của Đức Phật, là giáo dục của Thượng Đế, là giáo dục của chúng thần cũng là bình đẳng vì thế cần phải đầy đủ quan niệm này trước quan niệm của chúng ta đến từ đâu từ trong kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm mà có được gợi mở trong kinh hoa nghiêm phật bồ tát thiên thần ở đây là thần chúng thiên vương là thần chúng phía sau nói đến cõi người người quỷ vương địa ngục súc sanh tất cả đều nói đến thập pháp giới chung sống hòa thuận đối đãi bình đẳng đó chính là nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới và thập pháp giới không phải phân chia ra là dung hòa lại với nhau giác ngộ rồi thập pháp giới chính là nhất chân pháp giới bị mê hoặc nhất chân pháp giới liền biến thành thập pháp giới vì thế sự việc này trên hình tướng không có thay đổi thay đổi trên tâm lý thay đổi trên hành vi thay đổi trên cảm thọ chúng ta đây mới thật sự là lìa khổ được vui lìa khổ được vui là quả nhân của nó là phá mê khai ngộ mấu chốt của mê ngộ chính trong một niệm chung hay riêng một niệm tự tư tự lợi bị mê rồi một niệm đại công vô tư giác ngộ giác ngộ rồi thì đại công vô tư hôm qua tôi nói với các vị đồng tu ngày xưa đại đức xưa tạo tượng phật tạo cà sa hình ảnh vẽ trong mỗi ô áo cà sa vẽ biến tướng đồ của nhà phật mười pháp giới ý nghĩa đó rất rõ ràng hư không pháp giới chủng tộc vô lượng tất cả đều ở trên một chiếc y chúng ta mặc lên thân điều này ý nghĩa gì hư không pháp giới tất cả chủng tộc vô lượng vô biên là một thân điều này trong kinh đại thừa thường nói mười phương ba đời phật cùng đồng một pháp thân vì thế phật thì lô giá na trên cà sa của ngài vẽ loại hình tượng này làm cho chúng ta vừa thấy liền hiểu rõ cùng đồng một pháp thân chúng ta xem tất cả chúng sanh giống như xem chính bản thân mình vậy tất cả chúng sanh chính là mình thật sự thông đạt sáng suốt chúng ta nhìn thấy người già chính là cha mẹ ta nhìn thấy trẻ thơ chính là con em ta tuổi tác tương đương là anh em chị em ta người một nhà thiên hạ một nhà thế giới một nhà tận hư không biến pháp giới là một nhà Đây là gia đình lớn của Như Lai Sống ở trong đây làm sao không vui vẻ được Làm sao không tự tại được Xã hội bây giờ rất nhiều người không hiểu Phật Pháp Bài xích Phật Pháp không tiếp nhận Phật Pháp Bài xích Phật Pháp không tiếp nhận Phật Pháp, Phật pháp, nhận Phật pháp Nói cách khác không tiếp nhận cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn Họ muốn sống tháng ngày khổ cực của họ Không biết thay đổi vận mạng của mình Giáo dục Phật giáo là giúp chúng ta thay đổi vận mạng Giúp chúng ta lìa khổ được vui Là giáo dục lìa khổ được vui Ngày nay xã hội đại chúng có nhiều người hiểu lầm như thế Chúng ta không thể trách họ trách bản thân chúng ta làm không tốt chúng ta không cho người ta ấn tượng tốt bản thân chúng ta chưa làm được chúng ta tuyên truyền không được nền tảng tuyên truyền là cần quý vị làm được bản thân quý vị không làm được tuyên truyền là giả dối là gạt người bản thân cần phải thực sự làm được sự tuyên truyền này mới là chân thật không phải hư vọng cho nên sự hiện thân trong kinh văn trong chú giải đại sư thanh lương nói với chúng ta xứng tánh phổ ứng câu văn Chữ nghĩa không nhiều Không dài Ý nghĩa bao hàm Sâu rộng vô tận Không có bờ mé Như vậy mới thực sự có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh Trong câu văn của Ngài Thanh Lương Hiện thân ích Phật ít là lợi ích chư phật bồ tát khởi tâm động niệm nói năng hành động đủ mọi thị hiện toàn là lợi ích cho tất cả chúng sanh giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui vui này là chân lạc vui vĩnh hằng chúng ta phải nhìn thấy được có thể quan sát được phải có thể thể hội được vì thế tôi cũng thường nói thế gian suốt thế gian việc tốt thứ nhất là làm học trò của phật làm theo lời dạy của đức phật y giáo phụng hành đây là việc tốt nhất của đời người cả đời này tôi vô cùng cảm kích chỉ dạy của thầy giúp cho tôi biết con đường này tôi chọn lựa con đường đạo này ứng nghiệm lời dạy của thầy thầy dạy tôi học phật là hưởng thụ cao nhất của đời người câu nói này tôi chứng minh được rồi chứng thực rồi quả thực là hưởng thụ cao nhất của đời người thầy không gạt tôi tôi xứng đáng với thầy tôi kỷ niệm thầy cũng học lời dạy của phật hiện thân diệu hảo cách hiện thân diệu hảo như thế nào tại trung hoa cố hương của thầy tôi xây cho thầy nhà lưu niệm nhà lưu niệm này là thân diệu hảo xây cho thầy phòng học máy vi tính chúng tôi kỷ niệm phương đông mỹ tiên sinh Phương Tiên Sinh là người đồng thành Ông thuộc đời thứ 16 Của Phương Bao Phái Đồng Thành Gia học có truyền thống lâu xa Đồng Thành có trường trung học Tại trung học Đồng Thành Chúng tôi xây một phòng học máy vi tính Tặng ông 100 máy tính dạy học sinh Phòng học đặt tên Phòng học máy tính Đông Mỹ. Đây là hiện thân Diệu Hảo, dùng tên của thầy. Tôi đi học ở Nam Kinh, thầy giáo dạy tôi hiện tại vẫn còn. Tại chỗ đó, tôi cũng xây một phòng học máy tính dùng tên của thầy. Thầy của tôi tên Đồ Thế Trạch. Năm đó tôi đi học Thầy là thầy chủ nhiệm của tôi Phòng học máy tính thế trạch Đây gọi là hiện thân diệu hảo Thời kỳ kháng chiến Tại quốc lập Tam Trung Tôi đi học Thầy hiệu trưởng của tôi đối với tôi vô cùng tốt Tôi bây giờ nghĩ đã nhiều năm rồi Nhưng chưa thực hành được nhất định phải làm được nó tôi chuẩn bị tại đồng nhân quý châu xây một trường trung học lấy tên của thầy hiệu của thầy là khánh quang tên này hay khánh là khánh trúc quang là quang minh tôi xây ngôi trường trung học khánh quang kỷ niệm thầy đây là thân diệu hảo không quên ân đức dạy dỗ của thầy cách làm của chúng tôi chính là xứng tánh phụ ứng mà trong kinh đã nói dạy đời sau dạy hậu học phải cảm ơn đối với thầy phải biết ơn báo ơn không được quên ơn phụ nghĩa quên ơn phụ nghĩa người này sẽ không có kết thúc tốt dù cho trong đời này quý vị phước báo của quý vị đời trước tu được thẳng cánh bay cao sau khi chết đọa ba đường ác tội quên ơn phụ nghĩa quá nặng quá nặng đời này quý vị vẫn chưa đọa lạc đó là phước thừa đời trước của quý vị rất dài điều này ở trong kinh đại thừa phật nói rất nhiều nương dựa phước báo trong đời quá khứ quý vị hiện tại chưa đọa lạc nhưng hưởng hết phước rồi thì lập tức bị đọa lạc những sự việc này chúng ta nhìn thấy ở xã hội quá nhiều quá nhiều Dạy học của Phật Chúng ta phải thể hội từ những chỗ này Biết được bản thân nên làm thế nào Cho nên đừng nhìn thấy hiện thân diệu hảo này Giống như tượng Phật hiện thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp Quý vị nghĩ như thế Vậy là nghĩ cứng nhắc rồi Là khen sừng bò nhọn Mà trên thực tế ý nghĩa của nó là làm gương mẫu tốt nhất Mô phạm tốt nhất cho mọi người xã hội Đây là thân diệu hảo Đối với chúng sanh hiện tiền Chúng sanh vị lai Có lợi ích sâu xa Đây là xứng tánh phổ ứng Vì thế gọi rộng lớn Ngày nay chúng ta hiểu sai nghĩa quảng đại này Mỗi một địa phương tạo tượng Phật Tạo rộng lớn, tạo tượng lớn Cửu Hoa Sơn tạo một tôn tượng địa tạng Bồ Tát 99 mét Cho nên đều làm sai Cho rằng đây là thân quảng đại là loại thân này Tượng đó phải tạo cho thật đẹp Đó là thân rộng lớn diệu hảo Sai rồi Không phải là ý nghĩa này Võ Tắc Thiên làm kệ khai kinh của đề kinh Hoa Nghiêm ý nghĩa đó hay nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nếu quý vị hiểu sai, sai lầm nhìn đến chỗ này muốn đắc thân rộng lớn diệu hảo thì quý vị tạo một tượng Phật rất lớn rất lớn. Tạo vô cùng tinh xảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó không phải ý của phật phật nhìn thấy cách làm này của quý vị lắc đầu hiểu sai ý nghĩa quảng đại mà phật nói là lợi ích quảng đại quần chúng là ý nghĩa này diệu hảo là khiến tất cả chúng sanh thật sự đạt đến điều tốt thù thắng nhất Hảo là khiến chúng sanh được điều tốt Diệu là làm cho chúng sanh không bị mê hoặc. Được điều tốt mà mê hoặc, Vậy thì chỉ có hảo không có diệu Được lợi ích thù thắng Lại không bị mê hoặc, Đây gọi là diệu hảo Vì thế nghĩa kinh rất sâu Nghĩa kinh rất rộng Chúng ta phải thể hội tỉ mỉ nhất định không được hiểu sai ý nghĩa hình thức này mới thực sự có thể khiến tất cả chúng sanh được an lạc quý vị nghĩ xem chỗ này tạo một pho tượng phật lớn đoàn chúng sanh này sẽ được an lạc sao chưa chắc dạy cho khu vực này tất cả chúng sanh đều được an lạc điều này mới là ý của phật sau đó thì quý vị nghĩ xem ý nghĩa quảng đại là gì ý nghĩa diệu hảo là gì việc tốt mà quý vị làm ảnh hưởng rộng lớn ảnh hưởng sâu xa đây là việc tốt Cho nên nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai mới là quan trọng Ngày nay chúng ta có rất nhiều người đọc kinh Không hiểu ý nghĩa này Hoàn toàn đọc trên câu chữ Đại Đức xưa dạy Theo văn hiểu nghĩa Ba đời Phật oan Ba đời chư Phật đều nói oan khuất Phật không nói ý nghĩa này quý vị hiểu sai ý nghĩa này Chỗ khó của Phật Pháp Thật sự mà nói là khó tại chỗ này Khó nơi ý ở ngoài lời Ý nghĩa thật sự của Ngài quý vị phải biết nghe Ngài nói ý ở ngoài lời Quý vị mới thể hội được ý nghĩa của Ngài mới biết sự vi diệu của thuyết pháp. Người xưa chú trọng những điều này hàm xúc làm cho quý vị thể hội. Người bây giờ đụng phải loại văn chương này thật tệ, không hiểu. Hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa. Vì thế, trong kinh Hoàng Nghiêm, trong luận Đại Trí Độ mới nói, Phật pháp không người nói, tùy trí chẳng thể giải. Người thế gian có thông minh trí tuệ hơn nữa cũng không hiểu. họ đều lòng vòng ở trên câu chữ văn tự họ không hiểu phật nói ý nghĩa gì cho nên nhất định phải hiểu gọi là âm ngoài dây đàn ý ở ngoài lời quý vị phải hiểu được ý này quý vị mới thật sự thưởng thức được cái hay của phật pháp cái thiện của phật pháp chân thiện mỹ tuệ bốn chữ này kinh phật xứng đáng như vậy Quá thực là chân thiện mỹ tuệ. Cho nên quý vị mới hiểu được kinh Phật là vi diệu, kinh Phật không thể không đọc. Đọc kinh Phật là việc hạnh phúc nhất của đời người. Hết giờ rồi, chúng ta giảng